Dạ con là Thắng ở Chợ Lách Bến Tre, cầu chú nha. Ngày hôm nay là ngày sáng 20 tháng 7. Quay chia sẻ cô chú ta xem này là ghép tui bầu na sầu riêng. Hôm qua thì con có lên clip là đó là ghép cải tạo ha. Còn này là ghép tui bầu từ cái cây đang giót, đó là cây na thực sinh. Rồi sau đó sẽ chui vào cây na sầu riêng. Nó cũng đơn giản thôi cô chú. Thì cái phần cái cành na sầu riêng mình chỉ cần gọc khoảng 1/3 thôi của cái thân cây là được rồi. Sau đó mình quấn quấn cho kín lại, rồi sẽ dùng cái phần dây đen mình treo lên cái vàng, treo cho sát luôn nha cô chú. Không thôi thì khi gió nó lung lay nó sẽ không có ăn, nó không có dính cái thân cây được. Mình treo lên cái vàng. Cái này thì ở trước nhà làm cũng đơn giản à. Trời ơi, đi ghép cây đeo nhẫn rồi trời. Cái này thì bên con sẽ ghép thành hai đoạn ha. Thì sau này á, cái phần ở dưới đây là cái phần đoạn nó ngắn, mà xuống nuôi lại hoặc giao luôn cũng được. Còn ở trên này thì sẽ là đoạn dài hơn, và cái cành nó vẫn còn đang phát triển. Tới lúc mà ra sản phẩm 45 ngày nữa có thể cái cành này nó lên 6 tấc, thậm chí 8 tấc 1 mét là bình thường nha cô chú. Bây giờ ghép vậy thì nó cũng còn khoảng 3 tấc rồi. Na sầu riêng thì thật sự nhiều cô chú chúng ta nhìn dễ lầm tưởng với na Đài Loan thường lắm. Nó tứ hướng có cây, nó không có tứ nhiều, nó không có tứ diện nhiều. Nó thậm chí một cây có duy nhất một lá thôi, rồi lá cặp hoặc là lá đôi. Mình sẽ luồn cái dây vô cái ngay chỗ mắt ghép đó cô chú, để mình giữ lại. Và mình cột là phải thẳng dây nha cô chú. Mình cột không thẳng dây, dùng dây thì nó cũng không dính luôn. Ở đây thì phía trước nhà thì để trong chậu thôi, cũng dễ nuôi lắm. Chậu về thứ nhất là mình dễ nuôi, mình cũng dễ di chuyển. Này gọi là ép ghép luôn nè, thành ba đoạn luôn, cuối cùng là cái đoạn. Thì quay chia sẻ sơ cô chú thôi về kỹ thuật ghép tui bầu na sầu riêng. Thì con cảm ơn cô chú ha. Cô chú có mua cầu mà mua gì giống cây trồng á, liên hệ con các số điện thoại trên màn hình, đặc biệt là số 0909225633. Số này thì con cũng sử dụng Zalo luôn ha cô chú, fanpage của con luôn, Facebook, YouTube, hầu như tất cả các mạng xã hội. Rồi con cảm ơn cô chú nha.